Chào các bác, thắng Euro lại tiếp tục về được con âm ly Delon 890DG đẹp xuất sắc luôn. Con âm ly có tích hợp giải mã, một con âm ly tích hợp rất là nhiều công nghệ để phục vụ các bác chơi nhạc từ trên mạng. 890DG thì nó là sở hữu công suất 216W, nó như con 890D, nó như con 880D của Delon, đều 216W. Nhưng 890DG thì nó là mặt vàng. Thực ra G ở đây nó là ký hiệu của gold thôi, gold tiếng Anh nó là vàng. Đấy. Và con 890DG lại thì nó có thêm cái hồi gỗ nữa. Đấy. Em đang thử tổng quan của nó. 890DG này thì điện con này điện 100V. Trong này thì em bán rất nhiều clip em đã nói về nó rồi. Đánh được những cái dòng loa rất là lớn, sạc pin Vega, JBL, rồi AR, đấy, hoặc là dòng pin mà ví dụ như nó sạc pin Vega. Nếu các bác theo dõi clip em đã ghép con 890DG cùng cặp sạc pin Vega AT15 bát 40 rồi, hoặc những cái dòng JBLK như ES80, ES800, đấy, rất là nhiều dòng. Có một ngày cho chúng mình dòng thương mến bao la. Em đang chạy cổng quang, nó lên chiêu digital và lên cái đèn xanh ghi 44 ở đây này, kiểu dạng như tần số âm thanh của nó đấy, đằng sau của nó đây. Khi các bác mà nghe cổng quang thì các bác chỉ cắm độc một cái dây này thôi, không cần cắm các cái đường này nữa. Em rút ra các bác thấy nha, rút ra tắt âm thanh luôn đấy. Các bác nghe cổng quang thì các bác cắm độc cái này thôi, loa các bác đấu ở đây. Đấy, các bác lưu ý là đấu dương và dương âm nhé. Dây loa nhiều bác chơi về đấu nhưng mà đấu một bên nó lệch, nó mất tiếng bát ý. Nghe nó không hay. Đây còn các cái đường khác thì mình cắm ở đây. Delon 890DG điện 100V. Khi các bác cắm ở đây này, cái đường âm thanh này, đường quang này, đường ánh sáng này. Đây là người ta dùng cái truyền tín hiệu bằng ánh sáng này để nó âm thanh nó sạch sẽ hơn. Đấy, theo nhà sản xuất là người ta nói thế. Các bác cắm ở đây thì cái con 890DG này nó có cái giải mã, nó tự nó giải mã âm thanh cho các bác nghe. Đấy. Những cái dòng TV đời mới bây giờ, những cái dòng TV Smart này, Smart TV này, OLED này, LED này, đấy, nó đều sử dụng công nghệ đường ra âm thanh là dùng optical, dùng đường quang. Cho nên là anh em có con 890DG này nó sẽ giải quyết được, nó sẽ giúp anh em chơi được dòng nhạc đấy. Em đang chạy con CD Solix 900 rất là chất. Cảm ơn anh em đã quan tâm những clip của Thắng Auto. Anh em quan tâm những sản phẩm audio bãi, đăng ký kênh của em. Em sẽ làm rất nhiều clip để phục vụ các bác. Nhớ ấn vào nút hình cái chuông ấy để em đăng clip lên, nó sẽ báo về máy các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.